Dạ, dạ, không chứ đi. Có sao lại yếu? Rút cái tóc lạ lời. Sao, sao em yếu? Em nhỏ nhất, em xinh nhất. Kiểu em bây giờ kiểu một loại nhỏ. Mình đẹp từng người trước nha. Dạ, thôi thôi thôi, vậy mình đi qua một bên đi anh. Em nhường chị Vân anh trước. Thì Vân mình cứ đi theo tôi đi, mình cứ đi theo dòng. Em thích lạ đắt thọ. Cho miếng gió à. Đưa cái cuốn tập đem quạt cho bà coi. Hay là mình có cái là cho lúc đầu là cái bị cạch tông nè. À mình có cái quạt á. Anh hay là bây giờ mình sẽ diễn với quạt nha. Một. Wow. 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 Cái thần thái. Oh. Có chị em diễn đẹp mà. Không cười nè, nhìn đúng nè. Ồ. Hãy em là appear. Chết rồi. Không gió nè, không gió nè. Trời ơi. Thật sự mà nói thì điệu nhảy, sorry, cái điệu nhảy là em mới học, cái khá là trendy, vô nè. Ok. Đẹp nha em, có cần bạn không cần? Không cần. Bạn luôn. Nhưng mà nhìn nó không thôi. Nhìn nó vẫn lấy bởi tiền mà tham. Dạng thợ săn đó. À, đúng rồi. Em sợ quá. Em biết ngay là khi anh mở cái bài đó là mọi thứ nó sẽ đi vào cái sự đó. Mình phải chill. Đúng rồi, mình chơi cái bài nhẹ nhàng giùm em đi. Sẽ hơn bài này thơm ghê. Chèo thuyền đi em. Tâm lý nè. Cái non lá mà. Mắt bụng mở vô nè. Tập trung 6, 7, vô. Buồn em ơi. Buồn em ơi. Em nghĩ là mình nên đi. Đừng sợ. Thôi em. Mắt thơ. Con gái mặc áo bà ba nè. Cái màu cũng vậy. Thơ nha, không có băng xuôi nha. Thơ nha. Không có lẳng lên nè. Đúng rồi, dễ luôn. Nghe thơ vô. Trời ơi. Đứng kề chồng nè, kề chồng nè. Em ơi, diễn nét gái quê em. Gái quê em ơi. Không phải nét lẳng lên nha. Rồi nhẹ nhàng. Đúng rồi. Mắt đưa đó. Rồi mất chồng nè, mất chồng. Gai chiều thuyền đó. Ok, đúng rồi. Đến đi, ai đến đi. Đi phút nè. Vô. Ôi. Ghê.
tối đi vũ trường em ơi, tối vũ trường em ơi, tối vũ trường. Thật sự luôn. Trời ơi. Tại sao mọi người không mở quạt cho em? Chưa. Chưa mở. Đây ạ. Chưa chưa bị giật. Ồ. Trời ơi, nữ hùng có nén nữ hùng. Tối đi vũ trường em ơi, vũ trường em ơi. Một đêm tuyệt vời em ơi. Bé Phong. Bé Phong chờ em ơi. Bé Phong nói chứ chồng, chồng kia có cười mà không có cười. Không có cười đi, chồng đấy, Phong. Bạn đang xì đó.